Rồi chào anh em nha, tôi là Tài, kỹ thuật viên của Unitech. Thì hiện tại cái phần mềm quản lý online của Huawei là Fusion Solar đã được cập nhật từ cái bản 6.0 lên bản 7.0. 6.0 là cái bản màu vàng này, anh em mình vẫn hay dùng. Và tới 7 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021, nó đã được cập nhật lên bản mới là cái bản 7.0 màu xanh như thế này. Đó. Thì nhiều anh em cũng đang vướng chưa biết cách tải hoặc cài đặt như thế nào, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn ha. Thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu như anh em dùng điện thoại hay điều hành iOS đó, anh em có thể lên chợ ứng dụng là App Store tải Fusion Solar bản mới, cái key là Fusion Solar ha. Đó. Và cái app nó sẽ màu xanh như thế này. Anh em tiến hành cài đặt và đăng nhập với user mật khẩu cũ xài bình thường ha. Rồi, đối với anh em mà dùng điện thoại hay thành Android thì sao? Có hai cách ha. Anh em có thể là download cái file APK tôi up trên Google Drive theo đường link như thế này. Đó. Đây, đường link này. Thì đường link này tôi có đính kèm ở phía dưới một mô tả ha. Anh em có thể là tải về cài đặt và sử dụng. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai là anh em sẽ đi đường vòng, anh em sẽ tải chợ ứng dụng của Huawei ha. Vì các anh em cũng biết là cái app Fusola hiện tại chợ ứng dụng của Google là CH Play là không có ha, cho nên muốn tải anh em chỉ phải là tải về trước cái chợ ứng dụng của Huawei, sau đó vào chợ để tải cái app Fusion Solar ha. Thì cái trường hợp thứ hai này áp dụng cho các anh em mà tải về theo cái link đầu tiên nhưng mà bị báo là cái software cái app đó là version cũ ha. Đó. Thì nếu như anh em muốn xài version mới thì anh em phải tải cái chợ ứng dụng của Huawei về trước ha. Với cái key search anh em có thể search ha trên Google với cái key là Huawei App Gallery ha, hoặc đào về theo cái đường link dưới ha. Tôi sẽ đính kèm ở phía dưới mô tả. Rồi, sau khi đào về cài đặt ha, anh em sẽ vào chợ và search với cái key là Fusion Solar ha. Thì anh em sẽ thấy được cái app với giao diện màu xanh như thế này. Anh em sẽ tải về cài đặt và đăng nhập theo cái user và cái mật khẩu cũ ha. Đó, đó là cái cách để anh em cập nhật cái app chuẩn mới. Rồi, nếu như anh em có nhà đầu vướng không cài đặt được, không đăng nhập được thì anh em có thể comment phía dưới video hoặc là comment vào group tư ưu hóa ha, để tôi sẽ để giải đáp sớm, hoặc là các anh em kỹ thuật khác có thể là hỗ trợ sớm. Trong video sau tôi sẽ review về cái app mới này để xem nó có gì hay, nó có gì mới so với phiên bản cũ. Thì nếu như mà anh em có thời gian thì anh em đón xem nha. Rồi, video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi.